Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, không khí lạnh có yếu đi nhưng khá chậm, mây thì vẫn ít, nên đêm qua miền Bắc nhiệt độ có tăng nhưng không nhiều. Ngoài trời lúc này ở vùng núi vẫn đang thấp dưới 10 độ, vùng đồng bằng thì đang thấp dưới 14 độ. Cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ bức xạ vẫn xảy ra nhiều nơi ở khu vực Trung Du và vùng núi. Nhưng do có nắng từ sớm nên sương mù này sẽ nhanh tan và tình trạng rét buốt cũng giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng được lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Với mức nhiệt này thì cơ bản rét đậm rét hại trong ngày hôm nay chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc. Từ ngày mai khối khí lạnh yếu thêm, tình trạng ít đến quang mây không còn nên nhiệt đêm ở miền Bắc sẽ tăng dần và ngày mai đợt rét đậm rét hại kéo dài sẽ cơ bản kết thúc. Không khí lạnh yếu nên đêm qua ở miền Trung mưa cũng giảm đáng kể, nhưng nhiệt độ đêm thì vẫn đang thấp, trong đó vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ khoảng từ 13 đến 15 độ. Trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Đà Nẵng đến Bình Định là từ 22 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Ngày đầu tuần, thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước lúc này vẫn là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, với một chút se se lạnh của gió Đông Bắc từ phía Bắc mang xuống. Mức nhiệt từ 17 đến 20 độ tại Tây Nguyên và từ 20 đến 23 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời không mưa, nắng gián đoạn. Mức nhiệt ngày ở Tây Nguyên thấp chỉ từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ cũng dưới 32 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.